42. Cô gái, thiên chủ quang, hội duyên vào thật tướng. Thiện tài đi đến cung trời, thấy vị thiên nữ đó, bèn đảnh lễ, đi nhiễu quay bên phải, chắp tay đứng ở trước vị thiên nữ bảy rằng: Đức Thánh, con từ trước đã phát tâm an nậu Đa La Tam Miệu Tát Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn kẻ Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Thiên nữ đáp rằng: Thiện nam tử, ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Thiện nam tử, ta nhờ sức giải thoát này mà nghĩ nhớ lại quá khứ có kiếp tối thủ thắng tên là Thanh Liên Hoa. Ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Các đức Như Lai đó từ lúc ban đầu xuất gia, ta đều thờ phụng, hộ trì cúng dường, tạo tăng giả lam sắm sửa vật dụng. Lại nữa chư Phật đó, từ lúc làm Bồ Tát ở trong thai mẹ, lúc đản sanh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử hống, lúc còn nhỏ ở trong cung, lúc hướng về cội Bồ Đề thành chánh giác, lúc chuyển bánh xe pháp, hiện Phật thần biến, giáo hóa điều phục chúng sinh. Tất cả những việc làm như vậy, từ lúc ban đầu phát tâm cho đến lúc phát diệt tận, ta đều nhớ rõ không sót thừa, thường hiện ra ở trước, nhớ trì không quên. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều với số hạt bụi 10 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều với số hạt bụi một Phật thế giới. Lại kiếp quá khứ tên là Vô Sở Đắc, ta ở trong kiếp đó cúng dường 84 ước trăm ngàn no do tha chư Phật Như Lai. Lại kiếp quá khứ tên là Thiện Quang, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phổ Đề. Lại kiếp quá khứ tên là Vô Lượng Quang, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 20 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Đức, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát một sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 80 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Thắng Du, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 60 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 70 sông Hằng. Thiện nam tử, ta nghĩ nhớ số kiếp nhiều như số cát sông Hằng như vậy, ta thường không bỏ chư Phật Như Lai ứng chánh đẳng giác. Ta từ chỗ tất cả các Như Lai đó nghe được giải thoát Bồ Tát Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm, thọ trì tu hành luôn không quên mất những kiếp trước kia như vậy. Hết thảy Như Lai từ lúc ban đầu làm Bồ Tát cho đến pháp diệt hết, tất cả những việc làm ta nhờ sức giải thoát tịnh trang nghiêm đều tùy theo nghĩ nhớ thấu rõ hiện tiền, thọ trì tu hành chưa từng lời bỏ. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh này như các đại Bồ Tát thoát khỏi đêm dài sinh tử, sáng suốt thấu rõ vĩnh lìa si tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị che chướng, thân luôn nhẹ nhàng nơi các pháp tánh thanh tịnh tỏ ngộ, thành tựu mười lực khai ngộ quần sinh, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở trong thành Ca Tỳ La có vị đồng tử sư tên là Biến Hữu, người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử nhờ nghe pháp nên hoan hỉ nhảy nhót, căn lành không nghĩ bàn, tự nhiên thêm lớn. Thiện tài đảnh lễ thánh nữ, đi nhiễu quanh vô lượng vòng rồi từ tạ mà đi.